ơi, Hội Ghế Già cũng như anh chàng phi công Jack đang có một thông báo vô cùng đặc biệt. Hôm nay, ngày 10 tháng 12, Ghế Già Lâm Chiêu 2 chính thức cởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc. Các bạn hãy nhanh tay đặt vé để ra rạp xem Ghế Già Lâm Chiêu 2 nha. Và nhớ rủ hội chị em bạn gì đến ủng hộ nhiệt tình nha những người chị em. Chúc ngon miệng đều tay nha mọi người. Cùng chúi tinh. Nhớ mua vé nha. Nhớ mua vé nhiều nha.